phá mắt xích Đỗ Hữu Ca, Thủ tướng có chặn được Vương Đình Huệ hay không? Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca vừa bị Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án trốn thuế mua bán hóa đơn phi pháp. Báo Người Lao Động vào ngày 20 tháng 2 cho biết truy tố cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và các đồng phạm. Theo bản tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ra cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản A, điều 4, Bộ luật hình sự. Ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc dù không có khả năng giúp vợ chồng Trương Xuân Đức không bị bắt do những sai phạm trong vụ án mua bán hóa đơn đỏ VOT, nhưng ông Ca đã gian dối hứa hẹn để chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng này. Cựu giám đốc Công an Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca. Theo báo Người Lao Động, ông Trương Xuân Đức và vợ là bà Trương Thị Ngọc Anh khai 4 lần mang tiền mặt tổng cộng là 35 tỷ đồng đến nhà ông Đỗ Hữu Ca để nhờ lo giúp việc chạy án. Trước đó, từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng ông Đức đã lập, quản lý và điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10 năm 2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh mở cuộc điều tra, ông Đức đã bỏ trốn và dặn vợ đến gặp ông Ca để nhờ vả. Tại nhà ông Ca, bà Ngọc Anh nhờ ông tìm hiểu tác động chạy án cho vợ chồng mình và sẽ chịu mọi chi phí theo yêu cầu từ ông Ca. Qua trao đổi, ông Ca cho biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty ông Đức là khoảng 200 tỷ đồng, nên bảo bà Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu và một số khoản tiêu cực phí khác để mà lo chạy tội. Cụ thể, ngày 31 tháng 10 năm 2022, ông Đức rút 10 tỷ đồng chuyển cho vợ để mang đến nhà ông Ca và được ông Ca đồng ý giúp chạy án. Một tuần sau, ông Đức lấy tiếp 5 tỷ đồng rồi nhờ bạn trở đến nhà ông Ca để tiền vào trong phòng ngủ tầng 1. Sau 2 lần đưa tiền chạy án, nhưng công ty vẫn bị điều tra, nên ông Đức đã đưa thêm 15 tỷ vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Số tiền này được ông Đức rút ra từ tài khoản thấu chi ở ngân hàng. Bà Ngọc Anh cùng nhân viên ngân hàng đem đến để trong phòng khách của ông Ca. Theo cáo trạng, ông Ca bảo bà Ngọc Anh cứ đi về để mình lo việc. Sau khi Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ vụ án này từ cơ quan thuế vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, ông Đức đã cho vợ mang đến nhà ông Ca thêm 5 tỷ đồng. Khi biết ông Đức vẫn đang lẩn trốn, ông Ca đã nói qua điện thoại và bảo về gặp mình. Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính. Đến ngày 2 tháng 12 năm 2022, khi vợ chồng ông Đức đến nhà, ông Ca nói chưa nắm bắt được thông tin và bảo ông Đức về nhà mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc, nhưng ông Đức từ chối. Sau 4 lần đưa tiền, đến gần Tết Nguyên đán 2023, ông Đức lại cùng vợ đến nhà ông Ca để hỏi về kết quả chạy án. Tại đây, ông Ca nói là đã lo xong việc ở Công an Hải Phòng, còn bên Công an Quảng Ninh đã nhờ một người đàn ông tên là Giang. Theo cáo trạng, ông Ca bảo ông Đức yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Vì tin lời ông Ca nên vợ chồng Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, ông Đức bị Công an Quảng Ninh bắt giam vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Theo cáo trạng, sau đó vợ ông Đức đã đến nhà ông Đỗ Hữu Ca để xin lại 35 tỷ đồng đã đưa để chạy án, nhưng bị từ chối, còn bị mắng, đuổi về. Đến ngày 7 tháng 2 năm 2023, bà Ngọc Anh bị bắt về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Và 11 ngày sau, ông Đỗ Hữu Ca bị Công an Quảng Ninh bắt giam. Theo cáo trạng, làm việc với cơ quan công an, ông Ca thừa nhận vợ chồng bà Ngọc Anh có mang 35 tỷ đồng đến để nhà, song không thừa nhận cầm tiền chạy án. Ông Ca khẳng định chưa tác động, chưa dùng 35 tỷ đồng này để lo chạy tội và đã nộp lại số tiền này. Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Được biết, cựu giám đốc Công an Hải Phòng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca là người trực tiếp chỉ huy vụ tấn công vào khu đất đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vơn ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng vào hồi năm 2012. Theo giới quan sát, việc hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và lúc này có liên quan đến việc mới đây Thanh tra Chính phủ bất ngờ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính và một số đơn vị khác. Theo giới thảo tin, hiện nay các phe cánh và cá nhân trong nội bộ đảng đang chạy đua để giành các vị trí nhân sự chủ chốt tại Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung làm việc với Bộ Tài chính và Tổng Kiểm toán Nhà nước về những sai phạm của ông Vương Đình Huệ trong giai đoạn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính trước đây.
mà vấn đề mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng là một trong những vấn đề trọng tâm. Tờ Thời báo chấm D sẽ trở lại với quý vị với thông tin liên quan đến vụ việc này trong những bản tin tới đây. Mời quý vị cùng đón xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin phá mắt xích Đỗ Hữu Ca, Thủ tướng có chặn được Huệ Vương hay không? Vì sao Tổng Trọng bỏ mặc bãi tư chính cho Trung Quốc hoành hành? Bãi tư chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là khu vực được đánh giá có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt rất lớn mà các công ty liên danh của Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga đang tiến hành khai thác. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang gia tăng sức ép lên Việt Nam ở khu vực này bằng cách liên tục cho tàu hải cảnh quần thảo nhằm gây áp lực buộc Việt Nam phải ngừng các dự án thăm dò dầu khí ở khu vực. Đáng chú ý, những ngày gần đây, tàu hải cảnh Trung Quốc lại tiến vào bãi tư chính, nhưng vẫn như mọi lần, truyền thông nhà nước Việt Nam im bặt, không hề đưa tin tàu của Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở bãi tư chính. Đài Á Châu Tự Do vào ngày 19 tháng 2 đưa tin, Biển Đông, tàu Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở bãi tư chính, bản tin cho biết, vào ngày 18 tháng 2, Trung Quốc đã điều tàu hải cảnh đi vào khu vực các lô dầu khí của Việt Nam ở vùng biển bãi tư chính. Động thái này diễn ra chỉ sau một tháng khi lực lượng hải cảnh của Trung Quốc điều tàu lớn nhất của họ đến vào vùng biển xung quanh khu vực này. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tiếp tìm mọi cách cản trở các hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông. Điều đó đã ảnh hưởng lớn tới việc khai thác dầu khí của Việt Nam. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho biết, khu vực bãi tư chính chưa có dự án khai thác dầu khí nào. Tất cả các mỏ Việt Nam ký hợp đồng liên danh với nước ngoài hoặc nước ngoài đầu tư khai thác trong những năm qua đều nằm trên bồn trũng Nam Côn Sơn hoặc các khu vực khác. Nói về sự cố khiến hai hãng nước ngoài như Repsol và Noble đã phải rút đi, hủy các hợp đồng thăm dò với nhà đầu tư và với Việt Nam và khởi kiện để đòi bồi thường. Ông Đinh Kim Phúc cho biết như sau. Để bảo vệ các lô khai thác dầu khí của Việt Nam, chính phủ Việt Nam sẽ phải cứng rắn hơn để không có lô dầu khí nào phải tạm dừng vì sức ép của Trung Quốc. Vẫn theo ông Phúc, nếu các tàu hải cảnh của Trung Quốc tiếp tục gây hấn mà Việt Nam phải tạm dừng các dự án liên doanh của mình trên thềm lục địa của Việt Nam, thì đó là một sự thất bại. Và trong tương lai, Việt Nam sẽ khó đấu tranh với Trung Quốc. Bản đồ bãi tư chính trên Biển Đông. Giới phân tích quốc tế đánh giá động thái mới nhất kể trên diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc vừa tăng cường mối quan hệ ngoại giao đặc biệt sau chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 12 năm 2023. Trên thực tế, hai ngày trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội, thì tàu hải cảnh của Trung Quốc cũng xâm nhập vào khu vực biển quanh bãi tư chính. Theo các chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, mục đích của Trung Quốc nhằm ngăn không cho Việt Nam mở rộng phạm vi thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực bãi tư chính, để buộc Việt Nam phải hợp tác khai thác chung với Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là Việt Nam phải thừa nhận các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực này. Đây là viễn cảnh rất khó chấp nhận đối với Việt Nam. Chiến lược này cũng đã được áp dụng đối với một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á như Philippines là một ví dụ, và cho đến nay chiến lược này tỏ ra khá hiệu quả. Theo đánh giá của giới chuyên gia, động thái này của Bắc Kinh nhằm dằn mặt đối với Việt Nam sau khi Hà Nội có những bước đi ngả sang Hoa Kỳ nhiều hơn. Đồng thời, đây cũng là cách mà Trung Quốc lấn tới đòi thêm chủ quyền ngay tại vùng thềm lục địa của Việt Nam. Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine đã có nhiều quan ngại cho rằng Bắc Kinh sẽ gây sức ép để buộc Nga phải từ bỏ hợp tác với Việt Nam. Theo giáo sư Thayen, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam người Úc, điều tồi tệ nhất là Trung Quốc thành công ép các công ty Nga chấm dứt hợp tác với Việt Nam. Nhưng tồi tệ hơn nữa là Việt Nam không có cách nào khác để có thể buộc Trung Quốc phải xuống nước. Theo giới quan sát, những vấn đề về đấu đá chính trị ở thượng tầng, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có thể không công bố rộng rãi cho dân chúng biết. Nhưng những gì xảy ra liên quan đến chủ quyền Biển Đông nói chung hay chủ quyền bãi tư chính nói riêng, thì người dân luôn có quyền được nhận những thông tin chính thức từ nhà nước. Một câu hỏi đặt ra là vì sao và điều gì khiến cho báo chí trong nước buộc phải im lặng trước diễn biến trên vùng biển bãi tư chính thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Nhưng điều đáng lo ngại hơn thế, theo nhà báo Chiến Thành trong bài viết có hai đòn cân não quanh bãi tư chính đã đưa ra nhận định như sau. Tay chân của Trung Quốc đã thọc quá sâu,
nắm giữ quá nhiều át chủ bài khiến ông Trọng và phe cánh phải nhìn trước nhìn sau rất lâu trước khi có quyết định cuối cùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tổng Trọng bỏ mặc bãi thứ chính cho Trung Quốc hoành hành. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.